Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn.
Như vậy video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn.